Vợ chồng ông Lê Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Sang đều đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn hăng say với mô hình nông nghiệp tại xã Đắc Sôm, Đắc Nông của mình. Năm 1997, gia đình ông bà từ tỉnh Gia Lai chuyển đến đây, nơi đất đai cằn cỗi và cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, họ thu mua măng rừng để chế biến, nhưng nguồn thu không ổn định và chỉ thu hoạch chủ yếu vào mùa mưa. Đến năm 2017, nhận thấy giống măng Đài Loan cho thu hoạch quanh năm, bà Sang đã cho con trai qua Đài Loan tìm hiểu và mua giống về trồng. Bắt đầu với 1.000 gốc, nhưng tiếc thay, chỉ có 200 gốc sống sót. Dù vậy, ông bà vẫn không nản lòng. Sau 5 tháng dày công chăm sóc, vụ măng tươi đầu tiên đã được thu hoạch. Sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận nhờ chất lượng vượt trội. Bà Sang cho biết, măng tre có thị trường ổn định và giá cả không biến động. Tre có khả năng phát triển trên nhiều loại đất, kể cả đất bô xít và nhiễm phèn. Trồng tre lấy măng 4 mùa đòi hỏi ít công chăm sóc, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi hecta có thể trồng 800 gốc măng, sau 8 tháng cho thu hoạch. Họ cũng cung cấp giống măng cho nhiều công ty và trang trại khác với số lượng khoảng 100.000 gốc trên một năm, giá từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi cây. Ngoài ra, tre già cỗi cũng được tiêu thụ để sản xuất đồ mỹ nghệ. Đến năm 2023, gia đình ông bà đã có hơn 40 hecta đất trồng tre, cho thu hoạch khoảng 250 tấn măng mỗi năm và mang về lợi nhuận ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở việc bán măng tươi, họ còn phát triển nhiều sản phẩm từ măng như măng kim chi, măng sấy khô và mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Mô hình này không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hơn 10 lao động trong vùng, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Cùng theo dõi Nông nghiệp Net Zero để cập nhật những tin tức mới nhất về nông nghiệp nhé!